nhà nhá. Để bác giới thiệu tên tí. Em Huy. Anh Huy ở thôn Yên Đình nhá nhỉ? Thôn Yên Đình. Thôn Yên Đình, cụm 4. Cụm 4 tại Yên Đình thuộc huyện Phúc Thọ. Hiện nay thì được xác nhận hai xã Xuân Phú và Cẩm Đình thành đó là Xuân Đình. Xuân Đình. Ngày hôm nay tôi muốn làm cái video này làm kỷ niệm xác nhập xã. Hôm nay thì mình qua đây sửa xe, cũng là thấy cái cây này anh ấy bỏ lay lóc nhìn thấy thương quá. Thế bảo thôi anh để cho em về em tu bổ nó lại, chứ bây giờ bỏ phí, anh em giao lưu với nhau. Đấy thì đấy. Giờ anh em tôi sẽ quay cho các bạn nhé. Bây giờ là anh sẽ ra đánh nhé này. Đấy. Để cho mọi người xem. Đây. Đây là cái gốc. Anh ơi lấy bấng cẩn thận, bấng sợ nó lay dễ nhiều không? Đấy, đây là cây hoa giấy. Chẳng biết hoa nó như nào, anh bảo là hoa hai ba màu. Thôi cứ về. Về tạo tác lại. Cây nó về còn về tay em thì còn anh em mình còn nhìn thấy nó mãi anh ạ. Rồi mình yêu cây lắm anh ạ. Đến nhà nào mà thấy nó leo lắt nhìn xót ruột, của đau con xót. Nhìn thương cây lắm. Đấy. Bác có ánh cho ra đây bao lâu rồi? Chắc là tuần. Tuần. Mấy tuần. Thận trọng. Đây là cái chân bệ của nó. Đấy. Cây này thì anh ấy bảo là trồng được cũng ba được mười mấy năm. Cứ thả leo lắt hết góc này đến góc kia. Cứ đánh chuột. Đấy, sau này anh lại trồng thêm những cái gì vào đây nhé. Đấy, lại kế cận nó vào. Đấy. Củ chính nhá. Đây. Đây là một cái hoa giấy. Ok. Một cái hoa giấy. Hoa giấy. Rồi, rồi tiếp theo sang một cái cây nữa. Này gồm bộ 4 cây. Anh lại kỷ niệm một mình gốc lũa về ghép lan ấy. Đây đây gốc gốc cái chân chim. Này, anh trồng này cũng lâu lâu rồi. Lâu rồi. Đấy, anh bảo là ngày trước là anh sưu tầm từ trên Hòa Bình ấy. Bây bác cứ lấy ấy bác đánh cho em. Đừng lắc. Cây đấy đánh lâu lắm. Ừ. Nó còn tít được gì đấy. Từ từ nhá. Này em phải hướng dẫn không là không là chột mất chết ấy. Bác cứ quánh bầu cho em. Cái dân cây này phải quánh bầu. Đấy. Cây đấy đánh lâu lắm. Ừ, quánh tỉa bầu ra cho em nhá. Đừng để vỡ. Đây cây chân chim các bạn ạ. Về thì mình có thể ghép lan hoặc là đấy trồng lại. Nhìn thấy nó yêu nó quá và nó nhìn xót ruột lắm mọi người ạ. Chân chim. Rồi, sau bác lấy dựa hoặc lấy bác khoanh bầu cho em nhé. Đấy, cứ tỉa bầu cho em. Rồi, đấy là cây thứ hai các bạn ạ. Đấy. Cứ cẩn thận, cứ có bầu cho em. Mà đây. Tiếp theo là cây thứ ba. Đây là một gốc xanh cũng nhiều tuổi lắm rồi. Cái này cũng phải chục năm. Đấy, các bạn nhìn này, nhìn cái cốt của nó già thế này cơ mà. Đấy, cốt này. Bè sẹo mà xanh quê đấy, nhưng mà nằm lay lóc đây. Khụt khịt lại. Về mình bảo dưỡng nó lại. Đấy, không quan trọng là xanh quê hay là xanh Nam Điền nhé. Xanh Nam Điền mà chơi không biết chơi thì cũng hỏng, nhưng xanh quê biết chơi thì cũng là rất giá trị đấy. Rồi, cái lá của nó thì thực ra nó không đẹp lắm đâu, nhưng mình thích cái cốt này, cốt rất già. Đấy các bạn. Rồi. Đấy, cây thứ tư, mình quay cho mọi người. Cây này thì cũng nằm đấy rất là lâu rồi, rất lâu. Chẳng biết chân để hoặc là chân nó cũng không đến tồi đâu, móc nó ra để chơi tiếp các bạn. Đây, đặc biệt là nhà anh có cả phân bò nhé, anh nuôi bò. Mọi người mà làm cây thì có thể là liên lạc mua phân bò của anh về để chơi cây. Đây cái chỗ này mình đang sửa xe này. Đấy, con xe Blade của mình đến nó bị bục lốp trước, thế vào đây để cho anh sửa.
cũng có trồng lan. Đấy. Chờ luôn à? Bác cứ đánh đi, có thể tối rảnh phát em lên xe em chở luôn. Để lát nữa em cũng xuống nhổn, em đây đánh một cây. Có hồng xiêm, trên nhà mình có mộc không anh? Không. Nhà ai có mộc thì bảo em. Thân chính ấy, lũa nhỉ, hay thế. Về lại chăm lại. Bác Huy được mấy cháu rồi? Ba cháu. Đấy, nhà anh có cả phân bò nhá. Mọi người nếu mà mua phân bò thì ới nhá. Phân bò về trồng cây tốt. Thế thôi, đây là một cái kỷ niệm rất là thú vị. Về mình sẽ chăm sóc lại, nuôi lại, coi như đứa con tinh thần. Anh em chơi với nhau mọi người ạ, biết giao lưu với nhau vui lắm. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nhé. Dạ. À, vâng, vậy em nha. Vâng, bác cứ rửa dần. Tím xi măng mẹ đây thôi à. Trời này bọn em lấy từ Hòa Bình rồi. Hai vợ chồng hơn 10 năm rồi. Nhìn sót ruột quá. Nên em yêu cây lắm. Nhìn thấy cả bác chồng. Nên nó có đá mà em muốn bán đâu, tuy nhiên đi chồng em này em. Vâng, thôi em ở đây mà. Còn anh em chơi với nhau. Nhìn thương, sót, yêu cây, giống bác. Đấy, trước nó giả 800 chứ, cứ lần hồng về chẳng. Bán gì thì nhỉ, bán được còn bán. Chưa xong. Rồi, xin chào tất cả các bạn. Tôi đang có mặt tại phố Nhổn, tức là Nhổn Từ Liêm, Hà Nội. Thì trong cái video này thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn và tạo một cái cảm hứng cho những anh em mà yêu cây. Đây là một cái thời điểm cực kỳ, một cái thời khắc quan trọng nhất với cá nhân tôi. Bởi vì cái niềm đam mê với cây. Bây giờ đã khoảng là 7 giờ tối. Đấy, mà tôi vẫn đang ở ngoài đường và vừa hoàn thành xong việc là đào, đây là cây hồng xiêm. Và cái video này nó là một cái lưu làm kỷ niệm các bạn ạ. Đấy, quay cho mọi người xem này. Hôm nay là thứ hai, ngày mùng 3 tháng 2 năm 2020. Đây, tôi đánh cái cây này và tôi vừa mới thuê thợ đánh đảo bầu và đưa lên xe. Và cái lúc đánh bầu thì tôi không có quay được bởi vì trời nó quá tối. Tôi phải nhờ công nhân, anh em người ta làm xây dựng ấy, 5 giờ chiều người ta mới được nghỉ. Đấy, thì không ngờ họ đánh rất là nhanh và cái bầu này cũng rất là tuyệt vời, nó không bị vỡ mọi người ạ. Đấy, thì bây giờ sẽ đưa về nhà. Và đây một thời điểm rất là ok, rất là tuyệt vời các bạn ạ. Bây giờ tôi sẽ trở về nhà đấy các bạn nhé, về nhà để trồng. Và nghe dự báo thời tiết thì đêm nay nó đang có mưa, cho nên tôi không muốn để qua đêm và tôi quyết tâm tìm mọi cách để đưa cây này về. Dù trời có muộn, dù tối đến đâu nữa tôi phải đưa về các bạn ạ. Lòng đam mê cây là như vậy. Cảm ơn các bạn rất nhiều.